Mới 10 tháng đã có nhiều ngành hàng xuất khẩu về đích dược kế hoạch của cả năm nhờ đơn hàng phục hồi tốt. Cụ thể nhóm hàng xuất khẩu nông sản sau 10 tháng xuất khẩu rau quả đạt 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 31% vượt mốc kỷ lục 5,7 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2023. Với mục tiêu cả năm 2024 là 6 đến 6,5 tỷ đô la Mỹ thì đến thời điểm này, ngành rau quả đã cán đích sớm 2 tháng và đang tự tin hướng đến mục tiêu 7 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu 4,2 tỷ đô la Mỹ rau quả Việt Nam trong 10 tháng, tăng 38% so với cùng kỳ và hiện chiếm 47% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Bên cạnh đó, xuất khẩu rau của Việt Nam sang các thị trường Thái Lan, Hàn Quốc, Đức, Canada cũng tăng mạnh với tỷ lệ tăng hai con số. Không chỉ nông sản, số liệu cũng cho thấy các ngành sản xuất chủ lực như điện tử, máy tính, linh kiện, dệt may đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu, cũng như mức tăng trưởng ấn tượng trong 10 tháng qua nhờ đơn hàng tăng trở lại.